Ok, xin chào tất cả mọi người và chào mừng game đã tiếp tục quay trở lại với channel RPG của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tới với một cái thể loại game cực kỳ hay và thú vị mà mình lại vừa mới tìm được ở trong Rock nha anh em. Một trò chơi nó chỉ đang ở trong phiên bản thử nghiệm thôi anh em ạ. Nó cũng kiểu chưa ra mắt chính thức đâu, cũng chưa có một cái tên hay là chưa có một cái ảnh game hay là gì cả. Nhưng mà cái con này hiện tại là nó đang ra mắt cái bản test demo các thứ anh em. Và anh em có thể thấy đây này, rất là đẹp luôn phải không? Đấy, đồ họa nói chung là khỏi phải bàn rồi, vừa mới vào cái nó rất là chi tiết, nó rất là lấp lánh anh em hiểu không? Và đầu tiên thì mình cũng muốn cho anh em xem luôn. Đây là một tựa game đánh nhau, thế nên là lúc đầu mới vào chúng ta sẽ được ba cái skill này này. Tập điêu gua này, Kame của Goku này, vụ nổ cyborg gì cái này đấy, ba cái skill này nha mọi người. Và anh em chơi nhiều mọi người sẽ cày tiền, mọi người mua được những cái skill khác ở phía dưới này rất là nhiều luôn. Thấy chưa? Úi giời ơi, toàn là những cái skill đẹp thôi anh em ạ. Đấy, hiện tại thì mình đang có không tiền nha, mình cũng chưa mua được cái gì cả. Đấy, hiện tại chúng ta chỉ sử dụng ba cái này thôi. Và nói chung là lên level các thứ thì anh em có thể cộng được tốc độ các thứ này. Đấy, nói chung là sức khỏe, quyền lực mấy cái này này. Đấy, đại loại như thế. Và mai sau thì chắc là nó sẽ có cả nhiệm vụ các thứ anh em ạ. Đây, quay cái gì đây? Cái này là quay cái gì đây? Ồ, quay được nha, anh em có thể bỏ robot ra để quay các thứ này. Hay phết anh em ơi. Và đồ họa con game này, để xem nào. Úi dồi ôi, mọi người thấy chưa? Trong game này mọi người có thể thấy là rất là nhiều người Việt này. Đó. Và hiện tại là chúng ta đang ở trong một cái thành phố rất là đẹp. Ui, đồ họa đúng là đỉnh cao thực sự anh em ạ. Những cái dáng chạy các thứ hay là nhảy nhảy thế này nó rất là mượt mà anh em nhá. Đâu, bấm thử skill vào. Úi dồi ôi, anh em thấy chưa? Được của nó liền. Ui dồi ôi, quả Kame này, được chưa? Quá là hợp lý luôn. Ai C là bắn lửa. Đó. Mỗi khi giết được người là chúng ta sẽ được cộng tiền nha anh em. Nào lại đây mấy thằng cu kia. Xem thí sinh nào thích tỉ thí đầu tiên nào. À, anh bạn này làm sao? Nghĩa 1 2 3 này. Ấy da. Nó né được rồi anh em ơi. Đấm đấm đấm, thích đấm nhau. Đấm nhau, đấm nhau. Ờ. Uầy. Và game này mượt thực sự anh em ạ. Hy vọng trong tương lai nó sẽ nổi đổi lên một chút để chúng ta có thể trải nghiệm. Và chúng ta có thể cày cuốc con game này anh em hiểu không? Nào nào nào. Bắn quả lửa. Ấy da. Ăn quả đòn Kame của nó. Làm sao? Đấm thường đi. Đấm thường luôn đi. Vừa đấm thường vừa kết hợp dùng skill nha mọi người. Đấy, thằng này sắp chết rồi, thằng này sắp chết rồi. Giết nó. Rồi. Sau khi giết được thằng kia mình đã được lên level và mình đã được cộng tiền các thứ anh em ơi. Đẹp đẹp luôn, đẹp luôn. Ấy da, thằng này lại. Thằng này lại đấy. Ui giời ơi, đi luôn ạ. À. Đấy. Nói chung là chúng ta lên level có thể cộng gì đây? Cộng nắm đấm à? Cái này là nắm đấm không? Ok, cộng lên luôn này. Mỗi tội là chưa đủ tiền để mua mấy cái skill khác anh em ơi. Mới có 100 tiền chứ. Hay là bỏ robot ra mua nhỉ? 39 robot hiện tại nó bán tận 2.500 tiền anh em ơi. Ok, mình đầu tư, mình bỏ luôn cho anh em, mua luôn cho anh em xem. Đấy, đầu tư tí đi. Tính ra hiện tại nó bán rẻ như này thôi. Chứ mai sau game này nó nổi lên mình chắc chắn nó sẽ bán đắt. Rồi, chúng ta đã mua được hai skill mới, đó chính là ném dao và slam mặt đất gì đó này. Ok, mình sẽ bỏ một vài skill vớ vẩn ra nào. Mình sẽ cho cái ném dao vào số 3 đi. Đó, ok. Và mặt đất này là số 1. Rồi, để xem hai skill mới của chúng ta là gì nào. Mặt đất. Ui dồi ôi. Ok chưa? Ném dao này. Ủa sao ném dao trông chán đấy ta. Ấy, nhưng mà cái mặt đất này có vẻ hay đấy. Ui dồi ôi, anh em thấy chưa? Ok. Chúng ta có thể nhảy hai lần được nha. Lướt là quy nha mọi người. Đó, nào. Các thí sinh ra đây. Đùa với chơi người chơi hệ nào bà mấy cu. Đùa với người chơi hệ nào ạ? Đùa với người chơi hệ nào ạ? Ném dao. Ném dao có vẻ không hữu ích cho lắm anh em ạ. Ờ từ từ. À đây. Đùa với người chơi hệ nạp này, thanh niên này chấm máu ấy. À nó bắn cả lửa anh em ơi, kinh quá nhở. Bắn cả lửa cu. Thằng này chấm máu, thằng này chấm máu, thằng này chấm máu, giết nó luôn. Ui rồi ôi. Nó đi chưa, nó đi chưa? Rồi rồi rồi. Chấm máu kìa. Giết thằng này. Ui rồi, 5 tiết, 5 tiết. Ơ kìa. Thế mà không chết anh em ơi. Ủa cái ném dao này chán thế nhỉ. Thôi chơi quả Masenko đi nhở. Làm nạp tiền mua quả Masenko đi anh em ơi. Ui giời, lại phải nạp thêm à. Thôi nạp thêm đây. Nạp thêm mua quả Masenko chơi đi. Mặc dù còn có 93 robust thôi. Nhưng mà thôi đầu tư cho anh em xem vậy. Đấy, Masenko. Masenko này mình nhớ là ở trong Dragon Ball này. Ok Masenko nhá. Ngón tay sao là cái gì đây. Ok thay skill 2 thành ngón tay sao đi. Anh em xem cho nó sướng hiểu không. Ngón tay sao skill 2. Rồi sắp đủ để mua cái skill 3 rồi. Giết một thằng nữa là đủ. Đâu. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Bắn bừa nói chung là hình như chết người hay sao mà lên cấp này. Ok. Thằng này làm sao. Thằng này làm sao. Đánh nhau hả cu. Đấm nhau đây. Đấm nhau đây. Ui. Cái skill hầm hùng của mình kia là bắn choáng anh em ạ.
Đó, Masenko. Ui, đám to chưa? À, solo. Mặt đất dậy sóng. Ái da, đau. Thích bắn Kame đúng không? Masenko phát nữa là chết đấy. Masenko cái là chết này. Một hit. Rồi, nhận 100 tiền. Lát ra mua thêm skill anh em ơi. Lát ra sẽ phải nâng cấp điểm stat các thứ nữa. Ui, thằng này level 78 à. Anh bạn level 78 kinh quá nhở. Nào, làm sao? Lại đây. Mình đang có những cái skill khá là khỏe rồi anh em ạ. Chắc là không sợ nó đâu. Đấy, thằng nào mà bố láo cái bấm X cái là nó bị choáng luôn. Quá là tuyệt vời. Ok, mình sẽ tăng thêm tí máu đi. Tăng thêm tí quyền lực này là cái gì đây? Ok. Đấy, mua skill mới. Chân booster là gì ta? Ok, cho quả chân booster vào đây đi. Chân booster này, ok. Là cái gì? Ui dồi ôi, lướt à? Lướt hay cái gì đó mình cũng không rõ anh em ạ. Nhưng mà có vẻ khá là khỏe. Nạp. Nào. RAV Nhật này, ấy giả. RAV Nhật. Làm sao mà đỡ được pha đấy? Trời ơi. Đùa với người chơi hệ nạp nó sai rồi anh em ạ. Ấy giả. Ui. Thằng này chắc phải là pháp sư. Thôi sao rồi? Gặp đúng dân chơi rồi, không ổn rồi. Ui dồi ôi, thằng này level 78 kinh quá anh em ơi. Thanh niên đấy hơi chuyến anh em ạ. Ui, tính ra bây giờ mà mua được hết đống này thì vui nhỉ. Nhưng mà tiếc là mình thôi bỏ tiền như thế hơi nhiều anh em ạ. Thôi chúng ta cứ chơi tạm này nhá. Thôi mình sẽ sử dụng những skill mà mạnh nhất đi. Ném dao này chắc là vô dụng rồi này. Kame này chắc cũng được. Thôi cứ chơi phát. Thôi cứ chơi đi đã. À đây, thằng này có vẻ gà. Thằng này mới chơi bắt nạt được anh em ơi. Đấy. Anh em mà có thể mua skill xong anh em có thể kết hợp combo các thứ nha. Nhưng mà hiện tại mình cũng chưa rõ combo đấy anh em ạ. Nên chúng ta cứ như thế đi. Ui, cái lướt này cơ động thực sự. Rồi thanh niên. Đùa này, này thì đùa. Làm sao. Úi xồi ôi. Xịn so con bò. Ây da. Đi luôn. Ô thằng này cũng mới chơi anh em ơi. Thế phải xử nó luôn. Ui cái đấy không quay được ta. Ui xồi ôi. Game này đánh nhau rất phê anh em ơi. Đánh nhau thực sự rất là mượt luôn. Người có thể bật ship lock hoặc không bật ship lock cũng được nha mọi người. Đây, không bật ship lock thì nó sẽ kiểu quay được như thế này này. Đó, nhưng mà bật ship lock thì nói chung là mình nghĩ là nó dễ hơn anh em ạ. Nào. Cú đấm đá, ai ra. Thôi qua toang rồi, thanh niên này level 1 mà chiến quá anh em ơi. Ui rồi, thôi đi rồi. Thôi, đổi skill đi. Rồi đánh thế mà lên được 300 tiền rồi cũng nhanh phết đấy chứ. Tính ra vừa đánh mình vừa lên cấp liên tục anh em ạ. Nhanh phết. Rồi chúng ta sẽ đổi sang skill khác đi. Skill làm choáng này có vẻ hay hơn này. Skill làm choáng này này. Fireball à? Fireball này chưa đủ anh em ơi. Cho quả skill làm choáng xong rồi bắn Masenko là đẹp. Đấy, đầu tiên mình sẽ lướt vào. Số 2 lướt vào. Ok. Lướt vào này. Làm choáng này. Xong rồi Masenko này. Đó. Ui. Hai thí sinh nằm luôn anh em ơi. Quá đẳng cấp. Được đấy, combo mới được đấy. Combo chúng ta tự nghĩ ra. À, bấm E là đỡ nha mọi người. Bấm E là đỡ nha. Ui ôi. À, anh bạn này kiếm sĩ à? Ấy à? Kiếm sĩ quá nhở. Kiếm sĩ này. Làm choáng. Masenko. Lướt. Ui thằng này trâu thế. Thằng này đúng cấp cao anh em ơi. Nhưng mà game này nói chung là anh em chơi kỹ năng là anh em cũng ngon đấy. Ôi cái gì đây? Thanh niên này gì đấy? Bắn lửa à? Sao thằng này chưa gì đã có bắn lửa rồi? Biết thế mình tích tiền để mình mua anh em ơi. Ui dồi ôi, cái bắn lửa này ngon này. Rồi không sao. Bây giờ lướt vào làm choáng bọn nó nha. Rồi Masenko chết một thằng. Ui dồi. Chết mình luôn anh em ạ. Lại đi. Lại phát nữa đi. Game này như là không biết là có reset map không nhỉ. Nói chung trong một cái con game kiểu demo phiên bản test mà đẹp như thế này ấy, là anh em nên chơi thử. Đấy, và anh em nên anh em vào cày trước. Chứ may sau ví dụ nó tăng giá tiền lên các thứ là mọi người không được chơi đâu. Đấy, bây giờ nó đang trong bản demo là anh em nói chung tranh thủ gì đó. Ôi, thằng em sao? Thằng này bố láo. Ấy là lướt. Bố thằng. Đỡ làm sao được. Choáng này. Đấy là. Ui, thằng kia mình thấy con teleport được hay gì kìa anh em ơi. Ui, thằng kia skill gì đấy? Ui, mấy thanh niên skill lạ thực sự. Lướt một thằng nữa. Hai thằng đi rồi. Lên cấp liên tục anh em ơi. Mình vừa lên cấp liên tục. Ok. Chúng ta sẽ nâng thêm điểm này đi. Sức chịu đựng này.
Thôi nâng thêm, cứ nâng thêm đòn đánh đi. 842 tiền rồi nha mọi người. Cố gắng cày lên thêm tí nữa là chúng ta sẽ đủ mua skill mới. Đấy. Nào nào, đây rồi, dưới thanh dưới này có hai thằng gần chết này. Ui, thanh niên kinh quá nhở. Nào thanh niên. Nào thanh niên. Nào thanh niên. Trúng chưa? Trúng luôn chứ có gì. Choáng nó, choáng nó kìa. Choáng. Ui rồi không được rồi. Thằng này cũng biết lướt à? Ui thằng này kinh quá. Thằng skill khỏe thực sự. À nó mua thêm mấy cái này này anh em này, nó mở được thêm nhiều đòn đánh cùng một lúc. Được rồi. Nghĩa là mình hiện tại chỉ dùng nó 3 skill nhưng mà nó kiểu dùng 5k tiền nó mở khóa thêm ấy. Nó sẽ dùng được 4 skill một lúc nha mọi người. Mấy thằng kiểu đấy là nó sẽ rất là phát sư đấy. Lướt qua này, lướt trên mặt nước này. Ma Senko ấy. À, không biết Ma Senko với Kame cái gì khỏe hơn nhỉ? Nhưng mà mình nghĩ là Ma Senko khỏe hơn. Đấy bắn là rồi lùi 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 lùi. Ok, lùi lại bắn là đẹp. Lùi lại bắn là đẹp. Lướt luôn, lướt luôn, lướt luôn. Ui giời, không lướt được rồi. À, thanh niên lộn à? Thanh niên lan lộn, thanh niên lan lộn. Thằng ngày đấy giờ cứ bị mình giết liên tục. Ma Senko, Ma Senko, đỡ làm sao được. Thả khiên liền chứ còn gì. Ui giời, ui giời. Ấy là Kame à, kinh quá nhở. Kame này thì Kame. Cho phát đi luôn. 1030 rồi. Chúng ta chỉ cần giết thêm một thằng nữa là chúng ta đủ mua skill lửa nha mọi người. Một hoặc hai thằng gì đấy. Ok đây rồi, thằng này thí sinh của mình đây rồi. Chạy đâu, chạy đâu. Chạy đâu có sâu. Chạy đâu có sâu, chạy đâu có sâu. Ui. À đây, nó vẫn sống, nó vẫn sống. Chạy đâu có sâu, lăn lộn à, lăn lộn với chúng tôi à. Còn thằng này nữa, bù láo đúng không? Bù láo cũ. Lại đấy. Chạy làm sao được, chạy, chạy. Chạy này, này thì chạy. Ờ cứ chạy đi, cứ chạy đi, có chiêu lướt mà làm sao chạy được. Ui rồi ôi. Ngon lành. Chúng ta đã giết được khá nhiều anh em ơi và lên cấp liên tục. Mình càng ngày càng quen cái game này, chúng ta sẽ rất là kỹ năng. Ui rồi, thôi quả này tự sát đi, quả này tự sát đi. Đây rồi, mua quả skill lửa đi. Đủ luôn, ngon. Skill lửa xem nào, diễn viên Fireball. Quá kinh khủng. Nâng cấp thêm cái này nữa ai. Ok. Skill lửa chúng ta sẽ là gì đấy. Ui, phân thân à. Phân thân sang ra để bắn lửa anh em ơi. Được đấy, được đấy, skill này được đấy. À lướt vào thằng này. Lướt vào thằng này phát. À trời tối rồi. Trời tối rồi. Đấy phân thân. Ui xưa. Ui vãi cả thanh niên này có skill gì. Thôi có lẽ video ngày hôm nay chúng ta tới đây thôi nha anh em. Và nếu mọi người thích thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh. Một con game khá là đẹp và anh em nên chơi thử nha.